Xin chào mọi người nhé. Hôm nay 18 tháng 3, shop xe điện cũ nhập tiếp tục lên du khách một lô xe toàn xe nhập khẩu, xe chất dành cho mọi người nhé. Hãy nhớ đăng ký kênh của bên shop để nhận được những thông tin và những video sớm nhất trong thời gian tới. Bên shop sẽ quay lên cho quý vị các bạn nhận được những thông tin sớm nhất nhé. Và địa chỉ bên shop đó là cổng làng Đông Hồ, Thụy Phong, Thái Thụy, Thái Bình. Số điện thoại là 0981077781 mọi người nhé. Điều kiện để mua xe của bên shop đó là mọi người đặt cọc trước cho bên shop 1 triệu và nếu chuyển khoản đủ cho bên shop ấy thì bên shop giảm ngay 200.000 cho một chiếc xe và 300 tùy từng chiếc nhé. Và bây giờ thì bên shop sẽ vào ngay video ngày hôm nay, đó là chiếc xe đầu tiên của hãng Tadia. Hãng xe này là hãng xe đầu bảng, đầu của thế giới nhé. Đó là con xe Tadia White màu đen. Con xe này đang bán ở trên thị trường với giá là 21.800.000. Đấy, 21.800.000 con xe này nhé. Nhưng xe này là xe cũ. Hôm nay toàn xe chất mọi người nhé. Hãy đón xem cái video này thật kỹ để lựa cho mình chiếc xe chất nhất, xịn nhất trong buổi chiều ngày 18 tháng 3 ngày hôm nay. Và để đầu vào video này thì mình sẽ review ngay đến cái đăng ký trước này, để xem con này đăng ký vào năm bao nhiêu. Con này đăng ký vào tháng 8 năm 2022 mọi người nhé. Tháng 8 năm 2022 nha. Thì có nghĩa là con xe này mới sử dụng được khoảng 6 tháng thôi. 6 tháng nhé. Đây là một dòng xe gọi là đẳng cấp nhất thế giới với thương hiệu là Tadia. Đấy, con xe này thì được trang bị 5 bình ắc quy mới tinh, 6 bình ắc quy mọi người nhé. Xin lỗi mọi người. Xe này được trang bị 6 bình ắc quy và động cơ là 1200W. Tốc độ tối đa là 60 km/h. Và quãng đường di chuyển với cái bộ bình mới như này thì nó sẽ di chuyển được khoảng 90 km cho một lần sạc đầy. Và bây giờ thì mình sẽ review chiếc xe này nhé. Xe rất đẹp này, sơn zin nguyên bản màu đen. Xe đằng trước thì được trang bị đèn led mọi người nhé, đèn led siêu sáng. Đó, có pha cốt đầy đủ này. Rồi mọi người để ý cái mâm na răng cho mình nhỉ, trắng bốp luôn nhé. Đấy, trắng bốp zin nguyên bản luôn, rất đẹp. Lốp Kenda là lốp xịn nhất. Hiện tại thì lốp này, dòng lốp Kenda này đang lắp cả cho xe máy nhé mọi người nhé. Đấy, nhìn cái vành nó rất đẹp này, vành na răng trắng bốp luôn hai bên. Xe này thì được trang bị hai phanh đĩa mọi người nhé. Đây là phanh đĩa trước này và một lát nữa mình sẽ quay cái phanh đĩa sau cho mọi người xem. Rồi phía bên trên này thì xe trang bị cái xi nhan ở phần đầu tay lái hai bên này. Đấy, phần đầu tay lái này. Rồi mình sẽ quay đến cái đồng hồ của chiếc xe này nhé. Đồng hồ xe này là đồng hồ LCD, hiển thị rất rõ cái thông số kỹ thuật ở trên này. Và con này thì mới chạy được 5.063 km. Và con này thì có nút P an toàn nhé, parking. Mọi người muốn sử dụng xe thì đầu tiên mọi người bật chìa khóa thì vẫn chưa thể chạy được ngay này, và mọi người phải bấm vào nút P này. Đó, sau khi bấm nhẹ một cái thì bên trên hiển thị hai số 0 ở đây và hiển thị chữ ready, tức là xe đã sẵn sàng để sử dụng mọi người nhé. Đó. Và cái thang pin của nó là thang pin rất là rõ ràng đây, 20, 40, 60, 80 và 100. Đó. Và con xe này thì có hai nấc số. Đây là nấc số E, tương đương với số km đi được là 430 km/h. Và khi mọi người muốn chạy nhanh thì mọi người bấm vào chữ M ở đây. Đó, trên màn hình hiển thị chữ C. Thì chiếc xe này chạy được 55 km/h. Đó, xe này trang bị 6 bình ắc quy nhé. Chiếc xe này thì còn một chìa khóa này, zin theo xe và một chip chống trộm của xe. Đó. Bên trên thì được trang bị thêm một cái cổng sạc điện thoại ở đây, một móc treo đồ và một cái hộc để đồ dùng cá nhân ở đây nhé. Còn mọi người muốn mở cốp, mọi người vặn ngược chìa khóa này, vặn ngược chìa khóa theo chiều kim đồng hồ nhé, thì cốp mở đây. Bên trong có cổng sạc 72V của Tadia này và gương. Rồi, con xe này thì bên shop bán với giá là 15.900.000 mọi người nhé. 15.900.000 đồng. Bình mới được bảo hành 1 năm và xe thì bên shop sẽ bảo hành cho mọi người là 6 tháng. Quá là ok ạ. Mọi người rẻ được 6-7 triệu so với mua xe mới nhé. Rồi, bây giờ mời camera quay ở phía sau này. Xe đăng ký biển số 19MD7-51151. Rất đẹp luôn, số gánh nhé. Và mọi người nhìn cái đèn lít, đèn hậu của nó này, rất là đẹp. Đó, đèn hậu rất đẹp mọi người nhé. Nhìn rất đẹp như một chiếc Audi. Đó, bóp thắng thì là xóa đèn xi nhan hai bên này. Đó, hai bên có phản quang nhé mọi người nhé. Phản quang rất đẹp này. Và phanh đĩa sau rất là chắc chắn luôn. Phanh đĩa sau này và một cái càng ốp nguyên khối ở đây, đi rất là chắc chắn nhé. Hai bên hông thì có hai cái để chân, để chân này. Đó,
Đây là động cơ 1200W mọi người nhé. Đây có radio đây. Radio này. Động cơ 1200W 72V Iro đây. Và lốp sau nó là lốp Kenda. Đó. Mình sẽ test chiếc động cơ này cho mọi người xem nhé. Động cơ rất là êm luôn. Đó. Động cơ rất là êm. Đĩa thắng cũng rất là chuẩn nhé. Không bị cong vênh. Mình sẽ chuyển số nhanh này. Đó, số nhanh mọi người nhé. Rất là tít luôn. Mọi người yêu thích chiếc xe của hãng Stadia này thì hãy inbox trực tiếp với mã là 181 mọi người nhé. 181. Giá là 15.900.000 và chuyển khoản hết ấy, thì bên số sẽ giảm ngay 300.000 chiếc xe này. Mọi người lưu ý là xe này là gồm 6 bình ắc quy mới nha mọi người nhé. 6 bình ắc quy mới. Đấy. Rất là bốc này. Bạn qua chạy tiết mù luôn. Quá là bốc luôn. Đây là mã 181 nhé. Với giá là 15.900.000. Trong đó là 6 bình ắc quy mới tinh. Bảo hành 1 năm. Bây giờ thì shop sẽ chuyển sang mã 182. Chiếc xe này đến từ thương hiệu của Zibao. Đang nhập khẩu nguyên chiếc từ Đài Loan mọi người nhé. Con xe này màu cam. Đấy. Xe này biển số đăng ký cũng đầy đủ luôn. Lô xe này bên shop quay cho mọi người là lô xe gồm đầy đủ đăng ký hết. Màu cam, zin nguyên bản. Xe còn khá đẹp. Đấy. Xe còn rất đẹp mọi người nhé. Cam kết mọi người là xe zin nguyên bản. Không một giọt sơn phẩy luôn. Đây là màu cam này, mã check này. Rồi phía dưới này, lốp Kenda này. Mâm lốp đẹp. Đấy, hai bên nhé. Rất là đẹp luôn. Bên trên thì được trang bị đồng hồ bán điện tử này. Dưới là điện tử, trên là cơ này. Đấy. Vòi này, xi nhan này. Đầy đủ nhé, xe có hai nấc số nhanh và chậm đây. Phía sau thì xe trang bị động cơ của Zibao. Động cơ siêu bền, siêu chất. Mình sẽ test động cơ cho mình xem nhé. Rất êm mọi người nhé. Nấc số nhanh này. Nấc số chậm này. Đó. Xe đăng ký 2019 mọi người nhé. Bình vẫn đi được khoảng 50km cho một lần sạc đầy. Và chiếc xe này thì bên shop bán với giá là 8.500.000 đồng. 8.500.000 đồng. Xe đăng ký đầy đủ, sạc đầy đủ. Mọi người mua về chỉ việc sử dụng thôi mọi người nhé. Đây là sạc của xe. Xe còn hai chìa khóa nha mọi người nhé. Hai chìa khóa này. Đó. Cái xe rất là êm. Giảm sóc sau này. Giảm sóc trước này. Nó xe màu cam rất đẹp. Dòng Zibao. Dòng xe này đi rất là bền mọi người nhé. Và đi rất là chắc chắn. Êm ái. Đấy. Rất là chắc chắn về êm ái này. Với giá chỉ có 8.500.000 đồng mọi người nhé. Đấy. Mã số 2. 182. 8.500.000 đồng. Mọi người muốn biết thông tin chi tiết của chiếc xe nào đấy thì hãy inbox theo số điện thoại ở phía dưới. Đó là số điện thoại Zalo của bên shop nhé. Thì bên shop sẽ quay chi tiết theo yêu cầu của quý khách. Còn trên video này thì bên shop sẽ quay nhanh một chút. Rồi, tiếp theo là mã 183. Đó là con xe Roma SX. Đấy, siêu phẩm. Dòng này dòng siêu phẩm, đời rất cao. Đời rất cao mọi người nhé. Đấy, mọi người nhìn thấy xi nhan này. Và đặc biệt thì con xe này là của chủ lữ đã dán ni lông toàn bộ xe từ lúc mới mua. Có nghĩa là nếu mọi người về mà lột cái ni lông này ra thì xe như một chiếc xe mới, không một vết xước mọi người nhé. Đó. Bên trên để trang bị đèn LED. Đèn LED 2 tầng này. Đấy, pha cốt này. Mình sẽ tắt cái phần đèn LED đi thì nó sẽ có đèn đờ mi ban ngày đây. Đó, phía dưới cũng vậy này, đờ mi ban ngày nhé. Mọi người nhìn thấy nó đó. Rất đẹp. Rồi logo của DK3 hiển thị ở đây. Rồi chắn bùn được dán ni lông toàn bộ xe. Xe rất là đẹp luôn mọi người nhé. Lốp Kenda. Rồi giò trước này. Na răng này, trắng bốp luôn. Rất đẹp hai bên. Và đặc biệt thì chiếc xe này cũng trang bị hai phanh đĩa mọi người nhé. Rồi bây giờ mình sẽ quay đến phần đồng hồ. Xe được trang bị đồng hồ LCD. Đó, đồng hồ LCD. Và xe này được trang bị nút parking an toàn nhé. Ở đây. Mình sẽ bấm vào nút parking. Thì bên trên này sẽ hiển thị lên số này. Đây là số 2 này. Đó, số 2 này. Số 3 này. Số 1, số 2, số 3. Ok chưa ạ? Và đặc biệt thì xe này có nút sửa chữa nhé. Và có nghĩa là khi cái tay ga này có vấn đề mà người bấm vào đây thì xe vẫn di chuyển về nơi sửa chữa hoặc là di chuyển về nhà. Đèn còi xi nhan đầy đủ nhé. Xe còn một chìa khóa và một chip chống trộm. Đấy, mình mở cái xe bằng chip chống trộm này. Đó. Có đầy đủ đăng ký, xe này đăng ký vào tháng 8 năm 2022. Sạc zin theo xe của DK3.
Đó, bình zin theo xe cũng của hãng Decabyte luôn. Rồi bây giờ mình sẽ quay đến phần động cơ nhé. Xe đang bị hai phanh đĩa này mọi người này, phanh đĩa nhé. Càng ốp nguyên khối, càng ốp nguyên khối này. Mình test động cơ này. Đó, nút P. Rồi. Động cơ rất êm mọi người nhé. Chuyển số này. Đó. Rất nhanh và rất êm. Dòng Decabyte. Xe này thì bên số đang bán với giá là 10 triệu 800 mọi người nhé. Đời rất cao rồi. Biển số 17MD2-10115. Đấy. Càng ốp nguyên khối. Xe đời rất cao. Chiếc xe này lúc mới thì cũng trên 18 triệu nha mọi người nhé. Trên 18 triệu mọi người mới xỉu được cái xe như này. Xe còn nguyên cả thảm để chân của Decabyte này. Đấy, shop mua như nào vẫn để nguyên như vậy cho mọi người. Đảo shop sau này. Đảo shop trước. Đấy. Xe rất êm, màu mận chín. À, lột ni lông ra thì chiếc xe này gần như là mới, không một vết xước nhé. Tại vì chủ cũ có nói với shop là đã dán ni lông từ khi còn từ khi dắt ở hãng về. Đấy, nên là xe còn rất đẹp. Khẳng định mọi người, xe rất đẹp và rất chắc chắn luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ chạy xe lên đây. Đây là mã 183 mọi người nhé, với giá là 10 triệu 800. Đấy, mọi người yêu thích chiếc xe này thì hãy liên hệ trực tiếp với mã là 183. Rồi, cuối cùng thì bên shop sẽ review đến con xe X-Men của hãng D-Tech, tập đoàn D-Tech, với model là F-Vero. X-Men của hãng F-Vero. Xe rất chắc chắn luôn. Con xe này cũng động cơ 1200W mọi người nhé. Đấy. Còi này, xi nhan này. Xi nhan này còi đầy đủ mọi người nhé. Đấy. Đèn pha cốt đầy đủ luôn. Đó. Đèn trên và đèn dưới này. Đèn điện tử mọi người nhé. Rất là sáng luôn. Hôm trước thì mình cũng có một con này nhưng mà vừa lên sóng là đã khách chốt rồi. Đấy, hôm nay mọi người cũng cố gắng theo dõi video và chốt nhanh chiếc xe này nhé. Đây là thụt trước của chiếc xe này. Có hai heo dầu mọi người nhé, hai piston. Rồi, tất cả đều sơn zin nguyên bản. Đấy, đây là phục trước này, trắng tinh nhé. Lốp Kenda này. Tất cả còn zin nguyên theo xe. Đó. Con xe này đăng ký vào cuối năm 2019 nha mọi người nhé. Đấy. Cuối năm 2019. Bên trên thì xe được trang bị một cái đồng hồ LCD điện tử ở đây, hiển thị rất rõ về cái thông số kỹ thuật đây nha mọi người nhé. Xe này thì mới sử dụng 16.619 km. Đấy. Động cơ rất khỏe, xe đằng sau trang bị hai giảm sóc. Đấy, xe trang bị hai giảm sóc mọi người nhé. Rồi xe có đăng ký giấy tờ đầy đủ luôn. Bình 2022 mọi người nhé, bình đầu năm 2022. Mình sẽ test động cơ này. Động cơ rất êm nhé. Đó, động cơ rất là êm luôn. Chuyển số này. Đấy, rất như mạnh. Và đặc biệt chiếc xe này có cái số sport nha mọi người nhé. Đó, đó. Mình vừa bấm số sport này. Khi bấm số sport này nó chạy rất là nhanh, bứt tốc để vượt qua chướng ngại vật hoặc vượt qua xe khác nha mọi người nhé. Xe đăng ký đầy đủ. Và con xe này thì bên shop bán với giá là 8 triệu 200 nghìn đồng. 8 triệu 200 nghìn đồng. Chiếc xe X-Men siêu chất của hãng F-Vero. Rất đẹp. Đó. Rất đẹp và rất chắc chắn. Giảm sóc trước, giảm sóc sau. Rất là ok. Đây cũng là mã cuối cùng của ngày hôm nay. Rất là bốc mọi người nhé. Mã cuối cùng ngày hôm nay. Xe rất chắc chắn luôn mọi người nhé. Rất đẹp luôn. À, mọi người yêu thích chiếc xe X-Men này hãy liên hệ trực tiếp cho shop với mã là 184 với giá là 8 triệu 300 nghìn đồng. Và nếu chuyển khoản đủ thì bên shop giảm 200 nghìn đồng chiếc xe này. Đó. Tất cả các xe bên shop vừa báo là chưa bao gồm phí ship mọi người nhé. Phí ship nơi nào xa nhất ở trên toàn lãnh thổ Việt Nam thì tầm 600. Bên shop có ship cả ở đảo Phú Quốc mọi người nhé. Đấy, và cuối cùng thì mình đã vừa review xong 5 chiếc xe trong buổi chiều ngày hôm nay. Và địa chỉ của bên shop là cổng Đá Đồng Hồ Thị Hoàng Thị Bình. Bây giờ thì mình xin chào mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau.